Xin chào quý vị các bạn nhé, bây giờ cuốn tiếp nhá. Cái này thì có hai cuộn này, này đấy thì nó có hai cuộn thì giờ hai cuộn này, cuộn trên cuộn dưới, ở đây chặt quá tôi không thấy được, không ghi được. Bây giờ hai cuộn khởi động nữa thì chúng tôi bắt đầu cuốn nhé. Đây nhé, thì cuốn hai cuộn khởi động thì theo ở đây theo cuốn này tức là như 60 đây, 21, 30, 70 và 75 đấy, tức là cuốn hai cuốn khởi động thì như vậy chúng ta phải cuốn thôi. Thank you.
Bây giờ cắt dây cách điện nhá, dây cách điện đây, đây, nó dài 8 phân, đúng không? Chúng ta cắt bên nào 8 phân, thì chúng ta phải cắt rộng 9 phân, 8 phân và cắt 9 phân có được không? Để tôi xem. Phân thôi giờ. Cắt khoảng 9 phân. Thì như vậy 9 phân thì chúng tôi thể đây đây đây. Rồi cắt đây. Không có giấy đô nữa cho nên tôi phải cắt ngay tại đây. Cắt đoạn thôi. Đấy, chính văn hai đầu đó. Đấy, chúng ta phải cắt như vậy thì chúng ta phải thêm thêm những cái này thì chúng ta phải cắt làm sao cho nó một cái. Làm sao mình cắt cho vừa để mà nhét vào bên trong cái khe này đây thì không cần to lắm đâu, nói chung các bạn làm sao cắt cho vừa là được. Đây chúng ta bắt đầu lấy dây ra. Đây nha, tiếp tục nhé. Chúng ta thể đây vào cuộn này chúng ta ép nó xuống. Ép xuống để hồi nữa ta bỏ cuộn dây bỏ vào. Nhét cuộn dây vào. Nhét cuộn dây vào chỗ này. Đây hai cái giấy đen này giấy đen mềm cho nên chúng tôi phải bỏ vào để mà đấy, chúng ta bắt đầu đẩy cuộn dây vào. Cuộn dây khởi động nhé, nhỏ hơn nhé, dây nhỏ hơn nhé. Rồi, nó bắt chưa ạ?
Đấy, chúng ta lại tiếp tục ở bên kia. Thấy được không nhỉ? Nó lại ép xuống. Ép bên này xuống. Chủ yếu hai cái này khó thôi. Trồng nhau nó khó. Chứ còn những cái khác như trồng rộng như thế này thì đơn giản. Đấy, về mà. Đấy, như nào cái nào mà nhỏ nhỏ thì chúng ta bỏ những cái khe này, còn hồi là cái nào to thì chúng ta bỏ. Các bạn nên cắt góc này cho để cho nó về này, không có nó kẹt góc này, cho đẩy vào nó kẹt góc lắm. Đấy, cái bộ thế vào đời xuống đơn giản thôi. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại, quay lại như thế này nhé. Chúng ta là đời số tiếp, số vòng tiếp, số vòng đây. Đấy, đây thì chúng ta có đời bên nào thì chúng ta ở trong bên đấy. Đây là cái này, lấy ra đầu người hơi giỏi. Có con người nhỏ. Đây là cuối cùng rồi. Rồi. Cuộn. Đấy, hai cuộn khó chúng ta bỏ rồi. Còn hai cuộn dễ nữa thôi, hai cuộn dễ thì đơn giản thôi. Các bạn thể đơn giản. Không có gì khó cả. Hai cuộn này thì ok lắm rồi. Này nhá, các bạn cầm cả nhá. Đẩy nó vào.
Cái này thì bây giờ thì những cái khó làm rồi, bây giờ cái dễ thôi. Cái này thì các bạn đấy đơn giản thôi, cái này bỏ vào nó vào luôn, không cần phải phải bỏ từ đúng chỗ nó vào luôn. Các bạn nhớ nhá, cái này bỏ đúng chỗ vào luôn. Đây như cái này chẳng hạn là chúng ta phải rút ra này, nó còn phải rút ra này chứ không phải là bỏ. Từ nó vào nhá. Đây bây giờ bỏ ra này, từ nó rơi vào nó đầy. Bạn thấy không, từ nó rơi vào luôn. Cái này thì ấy, cái này thì đơn giản đấy mà. Ở hai vòng này thì cuối đơn giản là tôi xem thử quay cho đẹp không à? Không 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 chưa lấy nét này, lấy nét này rõ đúng không? Cái này chúng ta bỏ tiếp. Cái này chúng ta bóp này. Một đời. Ơi chúng ta cái này chúng ta đẩy cho nhầm lỗ luôn nhá, nhầm chín là lỗ nó không có, nó bung ra phần rồi phải 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 móc đấy. Bây giờ thì chị rồi, nên cái này là nó rơi vào luôn trong tình trạng tự do, nó rơi vào mình điều chỉnh đó. Cái này thì mình điều chỉnh cho nó vào chính giờ lỗ và nó sẽ chạy vào luôn. Nó thiếu một cái này thì chúng ta phải cắt đại thôi. Chúng ta đẩy vào.
Cái này thì đầy tự do à? Như vậy là ok rồi, từ đầu đây từ cuối đây đấy đấy, chỉ cần một cuộn nữa thôi. Đây là ba cuộn, là một cuộn bên này nữa, nó đơn giản thôi mà các bạn. Những cái này toa cuối chúng ta có thể nhê và bỏ vào đúng lỗ nó để rơi vào, và đặc biệt hai hai cuộn này thôi. Đến đây cứ cuộn một thì chúng tôi sẽ quay video, còn đến đây là cũng xong một cuộn rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé, nút like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xin chào quý vị các bạn nhé.